Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ thử làm kem với máy làm kem của Silvercrest. Và hôm nay thì mình sẽ thử làm kem sữa chua nhé. Lần đầu làm chuyện này nên là cũng có thể là chưa chắc là lắm về sự thành công. Thì mình sử dụng sữa tươi này, kèm theo đấy là hai húp sữa chua này. Mình sẽ làm ít một thôi, tại vì sẽ sợ sai sót. Và nữa là đường này. Và mình có thêm cả sô-cô-la này. Thì không biết là có nên cho vào để xem vị như nào, mình sẽ bổ sung thêm nhé. Giờ mình sẽ chuẩn bị phần nhân trước. Mình sẽ cho sữa chua này. Đây là sữa chua vị quả đào. Mình rất thơm. Đây là sữa chua từ sữa bò viết chất của cô gái Hà Lan. Bên này chắc là không dùng cái Hà Lan rồi. Bên này chắc là sữa chua và sữa bò nguyên chất của cô Đức rồi. Sữa này chưa biết là tỷ lệ bao nhiêu thì phù hợp đây. Cái này chắc là theo thói quen làm thôi. Mình nghĩ là các bạn sẽ làm dần và đúc kết dần từ kinh nghiệm thôi. Phần sữa này gần như là cũng rất là ít đường, ngay cả sữa chua ở bên này cũng rất là ít đường nữa. Để mình nếm xem có thể xem nó vừa với cái vị này. Vị nhá chưa? Thì mình nếm cho thêm ít đường đây. Nếu các bạn ăn ít đường có thể cho ăn ít ngọt thì có thể cho ít đường không? Thích ngọt nên mình muốn ăn ít đường. Mình cho thêm ít sữa tươi nữa. Mình rất thích uống cái sữa tươi này. Rất là đặc. Và nó rất thơm. Mặc dù không có đường nhưng mà uống rất là dễ chịu. Không, những cái sữa ở Việt Nam mình sữa không đường mình cũng không quen uống lắm. Ok, như vậy là mình đã xong phần nhân. Bây giờ mình sẽ rút cái phần lõi để lạnh cho tủ lạnh ra. Lõi để lạnh thì cần 24 tiếng để lạnh nhé. Giờ thì mình đã để cái lõi để lạnh vào phía bên trong của ấy rồi, bên trong của máy rồi. Giờ mình sẽ cho đây, mình sẽ đậy nắp lại. Rồi, ok, quá rồi. Lần đầu làm nó hơi lật chật một tí. Đấy, khá rất là chắc chắn. Sau đó là mình sẽ bật cho nó xoay trước này. Đấy. Thì các bạn xoay, bây giờ thì mình sẽ đổ từ từ cái phần nhân này vào. Xem là sau khoảng thời gian bao lâu thì mình sẽ có món kem nhá. Như các bạn thấy thì sau khoảng thời gian là sữa chua với cả kem đã được đánh cho nó gọi là liên kết lại với nhau, sánh lại và nó cũng lạnh, đông lạnh nữa. Mình sắp sửa có được món kem hấp dẫn được. Khoảng thời gian nó đánh như thế này là chưa đến 10 phút này, nên mình sẽ để lâu thêm. Như các bạn xem có thể thấy hấp dẫn không? Ở cái nhiệt độ thấp ý, thì nước cũng sẽ nở ra, nên là mặc dù vừa rồi mình cho nó ít thôi nhưng bây giờ đến giai đoạn cuối rồi, lạnh hơn hay là kem này bông nó nở ra nhiều hơn, gần như là đã bị chạm đến cái phần đáy ở đỉnh bên trên này. Đấy, còn bây giờ nó đã thành hai cái gánh bông rất là to, gần như là mình sắp có một món kem hấp dẫn rồi. Kem đánh bị bông lên nhiều quá nên các bạn rút kinh nghiệm nhé, lần sau cho ít ít thôi vì nó còn đủ độ bông lên nữa. Và bây giờ mình nghĩ là mình đã có đủ độ để có một món kem hấp dẫn rồi, và mình sẽ thử bóc ra nhá. Mình sẽ rút lên và vét phần kem này ra. Đây là cái khung máy đánh kem này. Trời ơi, chỉ hai hộp sữa chua thôi mà đánh lên nhiều kem quá các bạn ạ. Tập bất vui rồi. Ồ, phần sát với cả cái lớp đóng băng bên dưới nó còn tạo thành như là lớp kem cứng. Còn đây phần mình để cái phần lạnh của nó hơi non nên là nó giống như là ăn kem tươi. Sự là rất hấp dẫn. Nhá. Đây mình kiếm ly để ăn. Làm sao mà mình có thể ăn được hết cho kem này đây.
Thế, và còn lại sẽ để dành cho husband của mình. Good. Good kìa mà. Rắc tí sô cô la lên. Cacao, thật ra cái này là cacao. Đấy, các bạn thích thì các bạn có thể thêm các vị vào như thế. Good kìa mà các bạn ạ. Đây là máy làm kem của Silvercraft. Nếu như các bạn muốn đặt hàng hay mua hàng, hãy liên hệ với shop woodto.vn hoặc là qua Facebook shop woodto hoặc là theo số Viber Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn đã xem nha.